Hello, xin bạn nha. Hôm nay tôi sẽ quay với bạn cách làm cát lơ lửng nha. Đầu tiên các bạn sẽ đào cái lỗ này nha. Bây giờ các bạn cần có 6 cái item này nha. Tôn nhẹ, cát linh hồn, xô nước, cát bít tông với lại cần gà. Các bạn build như mình nha. Các bạn hãy build như mình nha. Bây giờ các bạn sẽ để tôn nhẹ ở đây và đặt cát lên. Các bạn đặt bao nhiêu cát cũng được. Ok nhỉ. Bây giờ thì xuống chúng ta sẽ bắn này ra. Đoạn này thì chúng ta chưa có cát lơ lửng nha. Phải đoạn lần 2. Ok, nó như thế này trước nha. Đây các bạn sẽ làm cái này lần 2. Làm cái này lần 2 nha. Các bạn hãy làm này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xuống bấm. Nhầm. Tôi bị nhầm. Đang phải đặt lại. Cái đoạn cát lơ lửng vừa nãy không phải cát lơ lửng đâu nha. Các bạn hãy build lại. Ok. Bây giờ các bạn xuống, các bạn vẫn cứ đập cái cát này nhá. Bây giờ các bạn bấm vào nhà. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy gì chưa? Ok, xin chào các bạn nha.